Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng gần xa thì hôm nay em Huỳnh có rất là nhiều loại mai cực kỳ rẻ, chỉ có 50.000 một cây, 40.000 một cây luôn. Đó chính là dòng mai giảo siêu nụ Bến Tre. Thì dòng mai này em Huỳnh ghép cũng được vài tháng và bây giờ đã có chi cành nhánh ôm tùm, và em Huỳnh đã bấm ngọn rồi, nên là mọi người thấy nè, nó có những cái chi nhánh nha, cao tầm khoảng từ 20 đến 30 cm. Mặc dù vậy nhưng mà nó vẫn có tàn. Gốc đế thì em Huỳnh ghép là gốc đế nó khỏe cỡ như ngón danh và ngón giữa ngón cái em Huỳnh. Thì đối với những cây như này chúng ta sẽ dễ dàng chăm sóc, chỉ có 50.000 một cây luôn. 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Từ đây tới Tết mình chăm sóc nó tốt là nó ra hoa rực rỡ luôn và rất là dễ chăm. Dòng này thì mọi người thấy được là nó cái độ nhặt của nó rất là nhiều và nó nở đạt hơn những cái dòng mai khác. Đối với cái dòng mai này thì em Huỳnh thấy là tỷ lệ cũng như sinh trưởng cũng như ghép của nó rất là đạt. Rồi tiếp theo một loại nữa đó là cúc thọ hương. Ai mà thích mai cúc nhiều cánh, hoa tầm từ 20 mấy cánh đổ lên thì mọi người nên sưu tầm cúc thọ hương nha. Lô này của em Huỳnh thì chỉ có 40.000 một cây thôi. 5 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Cây thì bây giờ cũng tầm khoảng cỡ là 30 đến 35 cm. Và em thấy nó cũng có chèo. Thường thì em Huỳnh ghép những cái gốc nó rất là khỏe. Mặc dù nó khoảng cỡ như mấy ngón tay của mình thôi, nhưng mà bo ghép nó mạnh nè. Và mình sẽ lấy bo được để mình ghép hoặc là mình dễ dàng trồng ha. 40.000 một cây, 5 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Quý khách có thể sưu tầm dòng mai cúc thọ hương nha cả nhà. Dòng mai giảo siêu bông Sài Gòn thì bông to. Loại này thì em Huỳnh thấy là bông nó, cánh nó to mà cái form cũng to nữa. Cây này em Huỳnh hơi ngắn ngắn, 80.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship. Rồi và đặc biệt cái lô mà mình có thể vừa chơi lá vừa có thể chơi hoa đó chính là thọ hương lá cẩm thạch. Quý khách biết không, một cái loại mai á, mà nó vừa đẹp về lá và hoa luôn thì phải nói là thọ hương cẩm thạch là một cái lựa chọn phải nói là cực kỳ hợp lý và hoàn hảo mà Huỳnh thấy từ trước tới giờ. 100.000 một cây, 3 cây là em Huỳnh bao ship, 10 em tặng một. Nói cái giống này rất là mạnh luôn. Do là giống mai mới nên nó cao tầm khoảng từ 30 đến 35 cm. Mọi người có thể sưu tầm dòng mai này để về nhân giống ra hoặc là ghép mai phôi. Rồi đây chính là cái dòng mai tiếng vua bông chùm. Thì tiếng vua bông chùm mới là nụ của nó chùm nhiều như thế này. Tiếng vua bông chùm hôm nay của Huỳnh là cực kỳ nhiều bo luôn. 150 một cây, 2 cây em Huỳnh bao ship. Đế là đế đẹp và cây gốc của nó cỡ như ngón cái của Huỳnh. Cây thì sinh trưởng mạnh và hầu như em thấy là chèo bo nó rất là mập và nó dài hơn trước rất là nhiều. Rồi cái bông hoa mà nhiều cánh và tinh khôi như thế này đó chính là cúc bạch mai. Cây bên Huỳnh thì cây không cao lắm nhưng mà bao cho mình bạc hoa như vậy luôn. 200.000 một cây, 2 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Lá non, cái màu cẩm thạch rất là đẹp nhưng mà dần về già thì lá như thế này. Mọi người ghép sẽ bắt gặp cái màu hồng cực kỳ đẹp. Và mách thêm với quý khách thì dòng mai cúc bạch mai là một trong những cái dòng mai mà em Huỳnh thấy là nó mạnh nhất trong các cái dòng bạch mai. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.